Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 22 Tây tháng 7 năm 2022. Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Tổng thống Mỹ Joe Biden dương tính với COVID-19. Bài bình luận đầu tiên, dự luật công nhận hôn nhân đồng giới qua được Hạ viện. Thượng viện thì sao? Máy bay không người lái của Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu. Bài bình luận thứ hai, tòa án tối cao đang hoạt động những chủ trương của đảng Cộng Hòa. Sri Lanka, tân tổng thống nhậm chức giữa khủng hoảng kinh tế, chính trị tồi tệ chưa từng có. Lãnh đạo quốc phòng của Ukraine muốn phương Tây hay mang vũ khí đến để thử nghiệm. Bài bình luận thứ ba, Donald Trump, Mike Pence, gà nhà bôi mặt đá nhau. Nhiều nước Âu Châu phản đối kế hoạch giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, ai xóa những tin nhắn của mật vụ bảo vệ Trump? Joseph Kupferi là ai? Kính thưa quý khán thính giả, Tổng thống Joe Biden dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và 2 mũi booster, nhưng mà ông vẫn có những triệu chứng nhiễm COVID-19 mặc dù rất nhẹ. Tổng thống Joe Biden đang được điều trị bằng thuốc Paxlovid, là một loại thuốc kháng virus có thể làm giảm nguy cơ nhập viện cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này. Ông sẽ cách ly cho đến khi có xét nghiệm âm tính hoàn toàn với virus SARS-CoV-2. Nhưng Tổng thống Joe Biden vẫn sẽ tham gia tất cả các cuộc họp đã lên kế hoạch theo hình thức trực tuyến vào hôm nay. Và bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề dự luật công nhận hôn nhân đồng giới đã qua được tại Hạ viện, còn Thượng viện thì sao? Kính thưa quý vị, gần 50 thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, họ đã bỏ phiếu cùng với các đảng viên Dân Chủ để đưa vấn đề hôn nhân đồng giới trở thành luật hôm thứ Ba. Họ đã tham gia cùng tất cả các đảng viên đảng Dân Chủ trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng đầy khó khăn và nặng nề nhất mà cách đây một thập niên được coi là không thể nào có thể tưởng tượng được rằng nó có thể xảy ra, nhất là trong thời điểm chính trị phân cực nặng nề như hiện nay. Những người ủng hộ dự luật bao gồm các nhà lãnh đạo của Chủ tịch Hội nghị Cộng Hòa, bà Elise Stefanik, Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Đảng Cộng Hòa Quốc gia, Tom Emmer, cũng như bà Liz Cheney và Chủ tịch Hội nghị Tự do của Hạ viện là ông Scott Perry. Các đảng viên đảng Dân Chủ họ đã hò reo vui mừng khi mà dự luật được thông qua với số phiếu 267 trên 157, với 47 đảng viên Cộng Hòa ủng hộ nó. Nhưng mà riêng lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy và trưởng nhóm thiểu số Steve Scalise đã bỏ phiếu chống. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã tuyên bố rằng dự luật này là sự chấp thuận cho tất cả các cặp vợ chồng và con cái của họ có quyền tự do căn bản để tự hào về cuộc hôn nhân của họ và hôn nhân của họ được tôn trọng theo luật pháp. Kính thưa quý vị, một quyết định của Tòa án tối cao năm 2015 yêu cầu các tiểu bang công nhận hôn nhân đồng giới và các đảng viên đảng Dân Chủ đã thúc giục việc luật hóa chính sách này sau khi tòa án đảo ngược án lệ Roe v. Wade vào tháng trước. Nhưng mà trong một quyết định đồng tình, thẩm phán Clarence Thomas đã lên tiếng ủng hộ việc xem xét lại phán quyết về hôn nhân đồng giới trước đó của tòa án. Đây là dự luật ngắn hạn, đối mặt với một con đường không chắc chắn lắm tại Thượng viện với tỷ lệ 50-50 hiện nay. Và nếu được thông qua sẽ bãi bỏ đạo luật bảo vệ hôn nhân được thông qua năm 1996, định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Dự luật cũng sẽ yêu cầu các tiểu bang trên khắp cả nước
phải công nhận hôn nhân đồng giới. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ là liệu Thượng viện có chịu thông qua dự luật này hay không. Vì các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ vẫn không có ý kiến gì vào thứ ba. Thượng nghị sĩ Dick Durbin cho biết cá nhân ông sẽ ủng hộ việc đưa lên sàn để bỏ phiếu, nhưng mà lo ngại rằng không biết có đủ thời gian trong lịch với Thượng viện đã được thiết lập để nghỉ giải lao kéo dài trong 2 tuần và hai ưu tiên lớn của đảng cần phải kết thúc trước đó. Lãnh đạo đa số Thượng viện ông Chuck Schumer thì cho biết rằng chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ chúng tôi có thể làm. Và thái độ về hôn nhân đồng giới đã thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây. Đảng Cộng Hòa phần lớn đã chuyển từ sự phản đối kiên quyết của họ đối với hôn nhân đồng tính trong các cuộc chiến tranh văn hóa sang hòa dịu hơn một chút trong thời gian gần đây. Khi mà họ thấy rằng sự phản đối của công chúng Mỹ, nhất là nữ giới, với vụ lật đổ quyền phá thai, có lẽ là họ không muốn làm tình hình trở nên rối ren và trở nên khó kiểm soát hơn khi mà mùa bầu cử đang đến gần. Theo một cuộc thăm dò vào tháng 6 từ Gallup, thì con số kỷ lục 71% người Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính. Và một bản tin quốc tế, kính thưa quý vị. Ba chiếc máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến cho hàng chục nhân viên bị thương và gây ra những tiếng nổ mạnh vang lên khắp thành phố. Ước tính những máy bay này mang theo mỗi chiếc vài ký thuốc nổ TNT. Phía Moscow sau đó đã mời các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu này. Nhưng mà cơ quan này đã phải hủy bỏ chuyến thăm vào tháng trước vì sự phản đối của chính phủ Ukraine, cho rằng việc đến thăm nhà máy thì không khác gì dung túng cho hành động quân sự của Nga. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Tòa án tối cao đang hoạt động những chủ trương của Đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, theo nhiều nghiên cứu của những tổ chức uy tín và độc lập khác nhau, họ đã đem đến một kết quả hoàn toàn không gây bất ngờ lắm. Đó là một tòa án tối cao từ khoảng 3 năm trở lại đây. Họ thường đưa ra những phán quyết phản ảnh khá rõ quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng Hòa cực đoan. Nó không phải là quan điểm và mong muốn của những người Mỹ bình thường như chúng ta. Đặc biệt từ đầu năm 2018 trở về trước đó, các phán quyết do Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra thì phần lớn nó phù hợp với dư luận Mỹ về hầu hết các vấn đề chính sách lớn, ngay cả khi quan điểm của tòa án ngày càng trở nên bảo thủ hơn trong một chừng mực nào đó, nhưng mà không khó để nhận ra. Tuy nhiên chỉ từ 3 năm trở lại đây, khi Đảng Cộng Hòa đưa lên được 3 người, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett, thì thế đa số đã trở nên áp đảo rõ rệt với tỷ lệ 6-3. Thì cũng chính từ lúc đó, quan điểm cứng rắn và cực đoan qua các phán quyết mang nặng tính đảng phái nó đã lộ rõ nét hơn. Quyết định của tòa án trong vụ Dobbs kiện Jackson đã thu hút tất cả sự chú ý gần đây bằng cách đảo ngược tiền lệ đã có 50 năm qua và loại bỏ quyền phá thai theo hiến pháp. Mặc dù trên thực tế thì hầu hết đa số người Mỹ đều ủng hộ quyền phá thai. Đó là một phần của một sự thay đổi lớn hơn. Có thể là đo lường được trong 3 năm qua, qua những phán quyết mà tòa án đã liên tục đưa ra những quan điểm cực đoan về các vấn đề lớn bảo thủ hơn quan điểm của công dân, mà đúng ra với trách nhiệm và sự công tâm của tòa án, thì những người họ được coi là những người phải đứng ra để bảo vệ những quyết định được lòng dân từ bao nhiêu năm qua. Nhưng mà thưa quý vị, trong một loạt các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến, quan điểm của công chúng Mỹ đã được thực hiện đối với vài năm qua, thì cho thấy rằng những phán quyết mới nhất này đã khiến cho quan điểm và hướng đi
của các thẩm phán trong tòa án tối cao, nó hoàn toàn trái ngược với dư luận. Nhóm nghiên cứu đặc biệt về SCOTUS đưa ra những câu hỏi đến những người Mỹ bình thường về quan điểm của họ về các phán quyết của tòa án tối cao đưa ra gần đây. Điều bị hầu hết công chúng Mỹ cho rằng những phán quyết này nghiêng quá nhiều về chủ trương mà cánh hữu cực đoan đang cổ suý. Chính vì thế mà nếu mà đánh giá một cách công tâm, thì chúng ta không dựa trên quan điểm đảng phái, thì phải thẳng thắn mà nói rằng tòa án tối cao hiện tại không phải là đại diện cho những người Mỹ bình thường, mà họ đang đại diện cho đảng Cộng Hòa thì đúng hơn. Chính sự xuất hiện của Amy Coney Barrett là tiếp theo sự bài binh bố trận của Mitch McConnell qua hai thành viên trước đó, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. Hai người này họ đã thực sự thay đổi toàn bộ hoạt động của tòa án tối cao hậu Trump, và hậu quả của nó sẽ còn kéo dài trong một thời gian rất lâu nữa. Nếu mà Quốc hội và Tổng thống Joe Biden không đưa ra được một giải pháp nào đó để giải quyết thế cân bằng nhân lực trong tòa án tối cao hiện nay. Tất nhiên thưa quý vị, hiến pháp thì không bắt buộc các thẩm phán trong tòa án tối cao phải tuân theo ý kiến của đa số công chúng Mỹ. Các thẩm phán không được bầu phổ biến, và tòa án tối cao được thiết kế phần lớn là để các thẩm phán được ngồi vào một cái ghế với nhiều đặc quyền đặc lợi trọn đời, với chủ đích là muốn cách ly họ ra khỏi những áp lực chính trị đảng phái, bao gồm cả những thăng trầm biến đổi của chính trường và của dư luận. Dù chúng ta nói như vậy để chứng tỏ là các thẩm phán đang cố gắng làm việc để đưa ra những quan điểm không bị ảnh hưởng bởi đảng phái, nhưng mà trong thực tế thì tư cách thành viên của tòa án tối cao và các quyết định của tòa án tối cao phần lớn đều được thúc đẩy bởi các quá trình chính trị, chủ yếu là ai sẽ thắng cử tổng thống và đảng nào kiểm soát thượng viện. Nhiều người đã lập luận rằng mối liên hệ này với chính trị nó sẽ giữ cho tòa án luôn nằm trong một hàng rào vững chắc của sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Và trong nhiều năm đó thì nó đã làm được. Mặc dù các cuộc bổ nhiệm của đảng Cộng Hòa gần đây đã chiếm ưu thế trong tòa án, nhưng mà tòa án hiện tại lại không phải là lúc nào cũng là đối tác đáng tin cậy đối với đảng Cộng Hòa. Ví dụ, hai thẩm phán quan trọng trước đó của tòa án tối cao là thẩm phán Anthony Kennedy và chánh án John Roberts. Hai người này thường đứng về phía những người tự do trong các vấn đề chính, chẳng hạn như quyền của người đồng tính, án tử hình, chăm sóc sức khỏe và phá thai. Nhưng mà đối với nhiều quyết định trong số này, thì tòa án tối cao đã tỏ ra gần gũi với đa số dư luận. Một ví dụ khác, vào năm 2020, tòa án tối cao đã ra phán quyết vào tháng 6 trong dịch vụ y tế kiện cáo rằng một đạo luật của Louisiana có thể dẫn đến việc đóng cửa hầu như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phá thai của tiểu bang là vi hiến. Đây là một kết quả đã cho thấy là có hơn 60% người Mỹ ủng hộ phán quyết này của tòa án tối cao. Nhưng mà quan điểm tốt của công chúng dành cho tòa án tối cao nó vẫn còn gần gũi với dư luận, thì hiện nay nó đang mất dần. Mặc dù các ứng cử viên thẩm phán đảng Dân Chủ của tòa án tối cao đa số là giành được đa số phiếu với 7 lần trong số 8 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, nhưng mà 6 người trong số 9 thẩm phán hiện tại của tòa án thì lại được bổ nhiệm bởi các tổng thống của đảng Cộng Hòa. Kết quả của thế đa số này là cực đoan một cách mạnh mẽ và đồng loạt. Đối với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là tòa án đang ở mức đánh giá chấp thuận thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Mặc dù việc cải cách tòa án trong lúc này hay là trong thời gian ngắn sắp tới dường như là nó không thể xảy ra, nhưng mà nếu nhiều người Mỹ cập nhật
thay đổi nhận thức của họ để phản ảnh chính xác mức độ bảo thủ của tòa án. Thì tôi nghĩ rằng sức mạnh quần chúng chắc chắn sẽ hỗ trợ cho các đề nghị cải cách. Chẳng hạn như mở rộng quy mô của tòa án, thêm người, hoặc áp đặt giới hạn nhiệm kỳ đối với các thẩm phán, có khả năng sẽ tăng cao hơn. Một tòa án tối cao không được công chúng Mỹ ủng hộ sẽ gây căng thẳng cho việc kiểm tra một nhà nước pháp quyền thành công. Ví dụ, trong những năm 1960, người da trắng nắm quyền trên khắp miền Nam đã từ chối tuân theo các phán quyết của tòa án tối cao, đóng cửa các dịch vụ công và đóng cửa các trường học thay vì phải hòa nhập với nó. Còn ngày nay, thưa quý vị, việc phản đối tòa án dường như nó trở nên phổ biến về mặt chính trị đối với các thống đốc của các tiểu bang màu xanh lam. Bởi vì các phán quyết được tòa án tối cao đưa ra, nó hoàn toàn phù hợp với lợi ích của đảng Cộng Hòa và của các tiểu bang đỏ. Chúng ta đã thấy các lời kêu gọi từ các thống đốc như Charlie Baker của Massachusetts và Gavin Newsom của California để đẩy lùi các phán quyết cấm phá thai của tòa án tối cao này. Và tôi vẫn tin rằng thực tế tình hình nó vẫn chưa trầm trọng đến mức mà một nhà nước pháp quyền có thể bị đe dọa. Và mối quan hệ giữa dư luận xã hội và tòa án tối cao thì lại rất phức tạp. Chính vì thế mà tôi có thể nói là hy vọng thôi rằng trong những tháng ngày sắp tới, các phán quyết của tòa án tối cao sẽ đi theo một hướng ôn hòa hơn. Có thể là để tránh bớt đi những sự phản đối kịch liệt của công chúng như là những phán quyết vấn đề phá thai vừa qua. Nhưng mà thực tế thì điều này nó có vẻ hơi khó xảy ra. Với đa số thẩm phán cực hữu trong tòa án tối cao đang ngày càng phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp với những đường lối chủ trương của đảng Cộng Hòa phát xít và khá nhiều điểm tương đồng với chủ nghĩa Trump. Nhưng mà dù sao, kính thưa quý vị, trong bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ quốc gia lớn nhỏ nào, dân chủ hay độc tài, thì tôi tin rằng sức mạnh của quần chúng là một sức mạnh rất đáng sợ, có thể bật gốc rễ của bất cứ dạng quyền lực nào, nếu mà không hợp lòng dân. Và sáu con người đang ngồi trong những cái ghế bành, trong tối cao pháp viện với bổng lộc trọn đời kia, cũng không phải là ngoại lệ. Tôi tin như vậy. Và một bản tin ngắn liên quan đến một đất nước Trung Á, đó là Sri Lanka, kính thưa quý vị. Ngày 21 tháng 7, ông Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Sri Lanka tại quốc hội nước này, một ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trước đó một ngày. Văn phòng tổng thống thông báo ông Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức trước chánh án Jayantha Rajasuriya. Theo các nguồn tin chính thức thì chính trị gia 73 tuổi này dự kiến sẽ sớm thành lập nội các với tối đa 30 bộ trưởng để lèo lái đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948. Và trở lại châu Âu, thì kính thưa quý vị, lãnh đạo quốc phòng Ukraine, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng, đã lên tiếng mời các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ, của Âu Châu, của các nơi trên thế giới, hãy đem thiết bị vũ khí mới của họ đến chiến trường Ukraine để thử nghiệm trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Và tuyên bố này có thể sẽ khiến cho chiến sự ở đây thêm khốc liệt và kéo dài hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Reznikov nói rằng quyết tâm phòng thủ của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga đã cho thấy các lực lượng của Kiev đủ khả năng làm chủ các vũ khí hiện đại nhất và có sức công phá mạnh nhất mà các nước NATO vừa viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân của Ukraine là bà Olena Zelenska đang thăm nước Mỹ, hôm 19 tháng 7 cũng đã kêu gọi giới lập pháp Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga.
Bà đặc biệt kêu gọi viện trợ thêm các hệ thống phòng thủ đánh chặn hỏa tiễn của đối phương. Các nghị sĩ Mỹ đã phản ứng tích cực trước lời kêu gọi trên. Những tràng pháo tay vang lên khi bà Zelenska kết thúc diễn văn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng cần có thêm một gói viện trợ nữa các loại vũ khí hiện đại cho Ukraine. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ 3 trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Donald Trump, Mike Pence, gà nhà bôi mặt đá nhau. Kính thưa quý vị, cựu phó tổng thống Mike Pence ngày càng trở nên công khai mạnh mẽ hơn trong việc sẵn sàng chống lại người sếp cũ của ông ta là Donald Trump. Vào hôm nay thứ 6, hai nhân vật từng một thời là chánh và phó trong một nhiệm kỳ đầy tai tiếng và thất bại. Họ sẽ tổ chức các cuộc biểu tình đấu tay đôi ở Arizona. Khi mà họ tìm kiếm các ứng cử viên đối thủ, những người đưa ra tầm nhìn khác biệt đáng kể về đảng Cộng Hòa trong một tiểu bang chiến trường quan trọng như Arizona. Và những ngày sau đó thì họ rồi sẽ một lần nữa đấu tay đôi với nhau qua các bài phát biểu quan trọng vào cùng ngày tại Washington DC. Các cuộc gặp gỡ trong hôm nay thứ 6 và trong những ngày tới đánh dấu một giai đoạn đối đầu nhiều hơn trong mối quan hệ căng thẳng giữa những người đã từng làm việc chung với nhau, dù trong cảnh bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Nhưng mà điều này nó đã nói lên sự cạnh tranh với nhau trong cuộc bầu cử tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2024, nếu cuối cùng cả hai đều muốn ra tranh cử. Viễn cảnh này, kính thưa quý vị, thực sự nó không mấy dễ chịu cho Donald Trump. Bởi vì chắc chắn là không chỉ có Mike Pence, mà Donald Trump còn phải đấu với nhiều khuôn mặt đáng gờm khác, như là Ted Cruz, Ron DeSantis, Mike Pompeo. Nhưng mà nếu nhận định tình hình của đảng Cộng Hòa về hướng đi cho tương lai, thì sự ra mặt công khai lần này của Mike Pence đã là câu trả lời khá rõ ràng cho giới tinh hoa chính trị của đảng Cộng Hòa. Sự ra mặt của Mike Pence lần này được xem là một thông điệp lớn hơn mà Mike Pence đang cố gắng thể hiện ở đây, đó là đảng Cộng Hòa nên nhìn về tương lai. Scott Jennings là một chiến lược gia lâu năm của đảng Cộng Hòa cho biết rằng đây sẽ là câu hỏi rất quan trọng cho đảng Cộng Hòa, rằng liệu họ có sẵn sàng lắng nghe một quan điểm khác so với Donald Trump hay không. Và người đạo diễn cho câu hỏi này không ai khác đó là Mike Pence. Đây chính là sự thay đổi đáng chú ý đối với Mike Pence, người đã dành 4 năm trong sự nhẫn nhục chịu đựng một cách kín đáo ở Tòa Bạch Ốc với tư cách là người bảo vệ trung thành nhất của Donald Trump. Nhưng mà công sức của 4 năm nay lưng ra làm thân khuyển mã cho Donald Trump đã hoàn toàn bị Trump từ chối khi mà Mike Pence từ chối thi hành những nỗ lực vi hiến của Donald Trump để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Giờ đây, kính thưa quý vị, Mike Pence, người đã nhiều lần lên tiếng tự bảo vệ cho hành động đúng đắn của mình ngày hôm đó, đang nỗ lực tích cực hơn để định hình tương lai của một đảng Cộng Hòa không có Trump. Hôm nay tại Phoenix và miền Nam Arizona, Mike Pence sẽ tán thành Karine Taylor Robson trong một cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở Arizona. Đây là người đã chống lại những lời nói dối của Donald Trump. Và trong cùng ngày thì Donald Trump thì lại tán thành Carrie Lake, là một cựu phát thanh viên đã chấp nhận những lời nói dối trong cuộc bầu cử của Trump. Nhưng mà ông Mike Pence nói trong một tuyên bố rằng Karine Taylor Robson là ứng cử viên duy nhất cho chức thống đốc sẽ giữ cho biên giới và đường phố của Arizona được an toàn, sẽ trao quyền cho phụ huynh và tạo ra các trường học tuyệt vời và thúc đẩy các giá trị bảo thủ. Mike Pence cũng từng công khai ủng hộ thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp, một đối thủ hàng đầu của Trump, là người đã dễ dàng đánh bại kẻ thách thức được Trump tán thành là
David Perdue. Nhưng mà hành động ở Arizona của Mike Pence, thưa quý vị, nó quan trọng hơn. Nó cho thấy sự sẵn sàng và cởi mở hơn trong một liên minh với thống đốc đảng Cộng Hòa sắp mãn nhiệm của tiểu bang Arizona, Doug Ducey, là người cũng bác bỏ nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử. Và vào thứ hai đầu tuần tới, cả Donald Trump và Mike Pence dường như có hẹn sẽ gặp lại nhau ở Washington DC, khi mà Mike Pence sẽ phát biểu trước Quỹ Di sản Bảo thủ vào tối thứ hai. Mike Pence sẽ sử dụng bài phát biểu của mình để làm nổi bật chương trình nghị sự chính sách mà ông đã đưa ra trước đó và nói về tương lai của đảng Cộng Hòa, và sẽ phát biểu tại hội nghị sinh viên bảo thủ quốc gia hàng năm của Quỹ Bảo thủ trẻ của Hoa Kỳ vào sáng thứ ba. Còn trong chiều ngày thứ hai, thì Donald Trump sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày do Viện Chính sách đầu tiên của Mỹ tổ chức. Mark Short là cựu chánh văn phòng và là cố vấn hàng đầu của Mike Pence đã lập luận rằng ngay cả khi Donald Trump ra tuyên bố tranh cử đi chăng nữa, nhưng mà điều đó nó không nhất thiết có nghĩa là tên của ông ta sẽ có trên lá phiếu. Nhưng mà khi nói đến một cuộc đua tiềm năng, thì Donald Trump không coi Mike Pence là một mối đe dọa thực sự đối với ông ta. Bởi vì theo các đồng minh của cả hai người, thì người mà Donald Trump quan tâm, e ngại nhất chính là Ron DeSantis, thống đốc Florida, người ngày càng được nhiều người bảo thủ coi là người kế nhiệm tự nhiên và trẻ hơn cho phong trào MAGA của Donald Trump, là người có thể khơi dậy những cơn bão lửa giận dữ tương tự như Donald Trump, nhưng mà ít tai tiếng hơn. Và một bản tin liên quan đến những quốc gia trong khối Âu Châu phản đối kế hoạch giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt. Thưa quý vị, nước Nga đang nối lại nguồn cung khí đốt đến Âu Châu thông qua Nord Stream 1 sau quá trình bảo dưỡng kéo dài 10 ngày từ 11 đến 21 tháng 7. Khối lượng cung cấp khí đốt mới nhất nó vẫn giống như trước thời kỳ mà sửa chữa là khoảng 40% công suất cung cấp tối đa từ phía Nga. Tuy nhiên, Liên minh Âu Châu vẫn đưa ra một kế hoạch khẩn cấp và kêu gọi các nước thành viên hãy tự nguyện giảm sử dụng 15% nhu cầu khí đốt kéo dài cho đến tháng 3 năm 2023. Đồng thời cảnh báo, nếu mà chúng ta không cắt giảm ngay từ bây giờ thì họ có thể gặp khó khăn về nhiên liệu trong mùa đông trong trường hợp mà Nga cắt đứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt. Mặc dù đề xuất này kêu gọi sự tự nguyện từ các quốc gia trong khối Liên minh Âu Châu, nhưng mà không loại trừ khả năng Liên minh Âu Châu sẽ buộc các quốc gia thành viên phải thực hiện nếu mà Brussels nhận thấy nguy cơ thiếu khí đốt nó thực sự xảy ra. Nhưng mà đã có một số quốc gia như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Malta và Cyprus đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi giảm 15% sử dụng khí đốt này của Liên minh Âu Châu. Và chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề ai xóa những tin nhắn của mật vụ bảo vệ Trump, Joseph Kufari là ai? Kính thưa quý vị, Washington Post, họ vừa đưa ra một nguồn tin gây chấn động liên quan đến Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Joseph Kufari, là một cựu cố vấn của đảng Cộng Hòa. Trước đây là người đã từng ngăn chặn các cuộc thăm dò của Sở Mật vụ. Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa của Joseph Kufari đã biết rằng cơ quan mật vụ đã xóa gần như tất cả các văn bản từ ngày 6 tháng 1, nhưng mà lại giấu không thông báo điều này cho Quốc hội. Có hai người tố giác là những người đã từng làm việc với Tổng Thanh tra Joseph Kufari đã tiết lộ sự chậm trễ kéo dài nhiều tháng trong việc báo cáo một cuộc thanh trừng các văn bản của cơ quan mật vụ, là điều đã được giám sát bởi Ủy ban Điều tra ngày 6 tháng 1. Một người tố giác
cho biết là quyết định của Joseph Kufari là không tiết lộ cuộc thanh trừng cho dự án giám sát chính phủ, là một nhóm giám sát độc lập. Sau đó chuyển tiếp thông tin đến các nhân viên của Quốc hội. Các nhân viên sau đó đã chứng thực tài khoản với người tố cáo là những chuyện đó có thật. Văn phòng của Joseph Kufari vào tháng 10 năm 2021 cũng đã cảnh báo công khai một báo động rằng cơ quan mật vụ và các bộ phận khác của Bộ An ninh Nội địa đang ngăn cản cơ quan này về các yêu cầu cung cấp hồ sơ và văn bản xung quanh cuộc bạo động ở Điện Capitol, nhưng không bao giờ được ban hành. Các nhân viên quốc hội và hai người tố cáo nêu lên lo ngại rằng quyết định của Joseph Kufari chính xác là đã cản trở khả năng của các nhà điều tra trong việc thu hồi bằng chứng quan trọng liên quan đến cuộc bạo động ở Điện Capitol, bao gồm các văn bản, tin nhắn của các nhân viên mật vụ lên kế hoạch di chuyển của Trump vào ngày 6 tháng 1 và bảo vệ ông ta cùng với âm mưu lật ngược thất bại bầu cử của mình. Kính thưa quý vị, điều tra viên cấp cao Nick Swellenbach của dự án giám sát chính phủ đã nói với Washington Post rằng đó là một quyết định tồi tệ và cố ý để giữ công chúng và quốc hội trong bóng tối trong nhiều tháng của Joseph Kufari. Chúng ta nói đến nhân vật này là ai? Joseph Kufari là tổng thanh tra của Bộ An ninh Nội địa và ông ta đã từng là trung tâm của các cuộc tranh cãi thời Trump trước đây. Ông ta đã từ chối đề nghị của nhân viên về việc điều tra vai trò của mật vụ trong việc dọn dẹp quảng trường Lafayette trong cuộc biểu tình liên quan đến George Floyd bị giết năm 2020, để Donald Trump có thể tổ chức một buổi chụp ảnh với Kinh Thánh tại một nhà thờ ở gần đó. Và cũng chính Joseph Kufari cũng tìm cách hạn chế và hủy bỏ một cuộc điều tra về việc liệu sở mật vụ có bỏ qua các giao thức ngừa COVID-19 bất chấp các khuyến nghị từ nhân viên của ông hay không. Văn phòng của Joseph Kufari đã không khởi động một cuộc điều tra cụ thể nào để điều tra sở mật vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong nhiệm kỳ của Donald Trump. Nói tóm lại, những hành động của sở mật vụ dưới thời Trump không hề bị kiểm tra hay là bị giám sát về bất cứ chuyện gì. Và ai là người ra lệnh cho Joseph Kufari làm như vậy? Chỉ có ông chủ thực sự của ông ta, đó là Donald Trump. Thưa quý vị, Joseph Kufari cuối cùng cũng đã bị các nhà lập pháp giám sát sau khi ông và các cấp phó của mình ra lệnh cho nhân viên xóa các báo cáo về hành vi tấn công tình dục, quấy rối và lạm dụng tình dục của các nhân viên Bộ An ninh Nội địa và các khoản bồi thường lớn cho những người bị hại. Dân biểu Benny Thompson, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện, cũng nêu lo ngại rằng văn phòng của Joseph Kufari đã che đậy cái chết của hai trẻ em di cư trong trại tuần tra ở biên giới. Dự án giám sát chính phủ đã từng lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy sa thải Joseph Kufari bởi vì sự chậm trễ và tắc trách trong công việc, không làm đúng trách nhiệm này. Nhưng mà tại sao, thưa quý vị, nó có một vấn đề nó khó lý giải, chưa có câu trả lời rằng tại sao dự án giám sát chính phủ trước đây đã từng thúc giục Tổng thống Joe Biden hãy sa thải Joseph Kufari vào tháng 4 năm 2021 với cáo buộc rằng ông ta đã thể hiện sự thiếu độc lập, thiếu trách nhiệm và đã cố gắng trả đũa những người tố cáo ông ta trong khi ngăn chặn các cuộc điều tra. Nhưng mà từ tháng 4 năm 2021 cho đến hiện nay là tháng 7 năm 2022, một năm 3 tháng. Và vụ tệ hại nhất là ông ta đã che giấu không báo cáo cho Ủy ban ngày 6 tháng 1 của Quốc hội về việc sở mật vụ đã cố tình xóa bỏ các tin nhắn văn bản liên quan trong ngày 6 tháng 1 của Donald Trump. Tại sao một người làm việc thiếu trách nhiệm, phe đảng, lạm dụng quyền lực như vậy
mà Tổng thống Joe Biden vẫn giữ bên mình cho đến thời điểm này. Tổng thống Biden đã không quan tâm đến cảnh báo của dự án giám sát chính phủ sau hơn một năm. Và nhất là sau vụ bê bối mới nhất này. Hay là Joseph Kupferi là một nhân vật không thể đụng đến tương tự như là Donald Trump. Kính thưa quý vị, dân biểu Bennie Thompson, người đứng đầu ủy ban ngày 6 tháng 1 và phó chủ tịch của ủy ban là bà Liz Cheney, đã cùng đưa ra một tuyên bố chung hôm thứ Tư và nêu lên lo ngại rằng việc cập nhật hệ thống điện thoại của sở mật vụ dẫn đến việc xóa những hồ sơ quan trọng là đã vi phạm luật liên bang và cảnh báo cơ quan này rằng mọi nỗ lực phải được thực hiện để lấy lại tất cả những dữ liệu đã bị mất. Ngoài ra, quy trình lưu trữ nội dung đã trái với các yêu cầu lưu trữ hồ sơ của liên bang và có thể cho thấy sự vi phạm đã xảy ra đối với đạo luật hồ sơ liên bang. Cơ quan mật vụ đã bị tăng cường giám sát sau lời khai của cựu trợ lý tòa Bạch Ốc là cô Cassidy Hutchinson. Cơ quan mật vụ cho biết rằng Joseph Kupferi đã tìm kiếm và lấy đi tất cả những tin nhắn văn bản từ 20 nhân viên cơ quan mật vụ từ khoảng thời gian xảy ra vụ bạo loạn ở điện Capitol. Nhưng mà hiện nay, cơ quan này chỉ còn có một tin nhắn duy nhất. Như vậy, ai là người đã thu thập tất cả tin nhắn đó và rồi sau đó xóa chúng đi để giữ bí mật cho âm mưu của Donald Trump? Kính thưa quý khán thính giả, những sai phạm đã xảy ra. Nhưng mà người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa thời Trump vẫn ngang nhiên ngăn cản và xóa đi những dấu vết có hại cho Donald Trump. Và điều đáng nói hơn nữa là Tổng thống Joe Biden vẫn không sa thải ông ta. Và Quốc hội cũng như Bộ Tư pháp không tiến hành điều tra hay là làm rõ sự việc khiến Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã thiếu đi những chứng cứ quan trọng cần cho những phiên điều trần. Phải chăng Joseph Kupferi là một người không thể đụng đến như chủ cũ của ông ta, Donald Trump? Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày Chủ nhật cũng trên channel của Truyền hình Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.